Yêu tinh long hành. Một người đàn ông đã mua một ngôi nhà mới và anh ta vừa mới chuyển đến ở được 2 ngày thì bắt đầu anh ta nghe thấy những tiếng động không giải thích được, và một đêm anh ta đang ngủ thì bị thức dậy bởi một tiếng động. Hey, tak chyba od pół godziny cały czas mi coś napala w drzwi. Những tiếng đập dữ dội ở cửa, nhưng không có gì. Anh ta đi ra hành lang thì cánh cửa phòng ngủ của anh ta đóng sầm. Nhanh chóng mở cửa thì chiếc ghế ở ngay cửa trượt mạnh trên sàn nhà trước mặt anh ta. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Đến đêm ngày hôm sau, anh ta vừa mới đi ngủ thì cánh cửa tự mở ra. Anh ta ngồi im một chỗ rồi nhìn ra ngoài cửa đó thì mọi thứ chuyển sang một bước ngoặt hoàn toàn lành. Hey! Я пердолы! Chiếc khóa cửa đang tự di chuyển, anh ta phớt lờ tiếng gõ cửa thì tiếng đập vào cửa gỗ mạnh hơn. Kurwa, znowu. Anh ta quyết định lao ra cửa để sẵn sàng tóm gọn bất cứ cái gì ở cửa đó thì vỡ òa trong ngôi nhà. Cái vòi nước chảy ra, cánh cửa của anh ta đóng sầm, cái áo treo rơi xuống, cái chảo trong bếp bay xuống đất, những đồ vật không cánh mà bay. Anh ta không biết hỏi ai, làm thế nào để xua đuổi những linh hồn rắc rối đang ở trong ngôi nhà đó. Bạn có cách gì để giúp cho anh ta hay không? Đêm gọi ma trong viện dưỡng lão. Hai người đàn ông đang rủ nhau đi vào trong một ngôi nhà viện dưỡng lão bỏ hoang vào ban đêm. Nhưng cho đến khi anh ta nhìn thấy một đốm sáng mờ đang bay vụt qua sàn nhà thì cả hai đứng lại ở đó để giữ bình tĩnh rồi đi tiếp vào bên trong ngôi nhà đó. Thì đây là lúc mọi thứ trở nên ớn lạnh đến tận cốt nõi. I swear I saw something down there. Zoom in a little bit more. I'm trying to. Right there. See it? What the? Oh, what the? I saw that. That was actually a person. This, I'll throw it at him. Whatever it is. I can tell. Yeah, there's nothing there. Hey, let's go. Alright. I know I saw something, and I know I'm not fucking crazy. Anh ta nhìn thấy một hình bóng đen di chuyển ngang qua hành lang, rồi một tiếng kêu từ đâu đó trong ngôi nhà. Cả hai nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà đó ngay trong đêm. Vậy bạn nghĩ hình bóng tối di chuyển ngang qua hành lang đó có phải là ma? Giữa đêm vào ngôi trường để gọi ma. Một người đàn ông đang ở trong một ngôi trường cũ bị bỏ hoang. Trong bóng tối màn đêm, anh ta đang đi vào ngôi trường đó. Những bức tường đã hoàn toàn mục nát. Anh ta nghe thấy một tiếng động và đi sâu hơn nữa vào trong ngôi trường đó. Rồi anh ta nhìn thấy một ô cửa nhỏ. Anh ta nhìn vào trong đó thì mọi thứ chuyển sang một ngã rẽ ớn lạnh đến tận cốt nõi. Wow.
crazy in here. Anh ta vừa mở tấm vải treo ở cửa ra thì nghe thấy một tiếng hét. Anh ta chạy nhanh ra khỏi đó ngay trong đêm. Dường như một ai đó đang ẩn ở trong đó, và rất may là người đó không chạy theo anh ta. Nhưng bạn có để ý thấy không? Trong khi anh ta đi gần đến căn phòng đó thì bạn có thể nhìn thấy một hình bóng tối mờ đang di chuyển vào trong ngôi trường. Vậy bạn nghĩ đây có phải là một bóng ma hay không? Ai đang ngồi trên võng? Vào khoảng 3 giờ sáng, một gia đình đã bất ngờ khi chiếc camera phát hiện chuyển động ở sân sau của gia đình và cảnh báo cho mọi người khi nó nhìn thấy một cái gì đó thực sự lành. Bạn có trông thấy một chiếc võng ở sân sau bị lật lên, rồi một cái gì đó trông giống như một hình bóng kỳ lạ, mờ ảo, bán trong suốt đang bay xuyên qua chiếc võng đó hướng về phía ngôi nhà. Bạn có thể hình dung dường như một đôi bàn tay bán trong suốt vươn ra phía trước khi nó đang bay. Nhiều người cho rằng đó là một làn khói, nhưng bạn có để ý thấy hình dạng của nó dường như không thay đổi khi nó đang di chuyển. Nó có phần trên khuôn mặt và hai cánh tay vươn ra phía trước, rồi sau đó nó di chuyển quay lại theo một hướng khác vào phía bên trong. Vậy bạn nghĩ đó có phải hình dạng của một bóng ma hay không? Bạn nghĩ đó có thể là gì? Ma theo sau gia đình đi dã ngoại. Một số những người bạn trong gia đình đang chơi vui vẻ gần một ngọn núi trong một đêm dã ngoại, nhưng một cái gì đó hoàn toàn lành đã xảy ra. Tất cả mọi người không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Không ai biết hình bóng xa lạ đó là ai. Nhưng hình bóng đó đang theo dõi cả gia đình trong bóng tối, rồi liên tục di chuyển quanh quẩn ở đó để không bị phát hiện. Một số người cho rằng đó là một bóng ma nhợt nhạt màu trắng. Vậy bạn nghĩ đó là ma hay có thể là gì? Ma theo ở cửa. Một người đàn ông đang trở về căn hộ của mình. Anh ta đang mở cửa thì chiếc camera an ninh đã bắt được một thứ mà chưa bao giờ anh ta mong đợi.
Bạn có trông thấy trong khi anh ta đang mở cửa thì một hình bóng màu đen không có đặc điểm rõ ràng di chuyển ở phía cuối hành lang rồi nhanh chóng biến mất trước cửa một căn hộ ở đó. Anh ta cũng có linh cảm về một cái gì đó vừa thoáng qua, nhưng anh ta quay ra nhìn thì không thấy gì ở đó. Hình bóng màu đen đã biến mất vào trong một cánh cửa bị khóa. Vậy bạn nghĩ đây có phải là một bóng ma đang di chuyển vào trong căn hộ đó hay không? Bạn nghĩ rằng hình bóng màu trắng mờ ảo bán trong suốt bay qua chiếc võng không thay đổi hình dạng đó có phải là ma? Hình bóng màu đen không có đặc điểm rõ ràng đi qua cánh cửa bị khóa có phải là ma? Cái vòi nước chảy ra, cánh cửa đóng sầm, áo treo rơi xuống, cả ngôi nhà vỡ òa, những đồ vật không cánh mà bay, có phải ngôi nhà đó có yêu tinh hay không? Tôi rất mong nhận được những lời nhận xét của bạn ở trong phần bình luận. Hãy đăng ký, chia sẻ cùng với mọi người. Chân thành biết ơn bạn.